Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá Yong Mo Nong Biên. Đi ra sau thì chúng ta sẽ khám phá Yong Mo ở Tân Bình. Video này thì chúng ta sẽ có những nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ cùng khám phá Yong Mo có những cái gì. Yong Mo tuyển dụng và Yong Mo shop. Ở video sau chúng ta sẽ cùng khám phá Yong Mo Bình Tân, Bình Dương, Hà Đông và Hải Phòng. Bây giờ thì let's go. Chúng ta sẽ cùng đến với Yong Mo Nong Biên. Yong Mo Nong Biên là trung tâm thương mại của Nhật Bản đầu tiên của thủ đô chúng ta, khai trương vào ngày 28 tháng 10 năm 2015. Dự án với số vốn đầu tư lên tới 200 triệu đô la Mỹ được xây dựng trên tổng diện tích đất là khoảng 10 hecta. Hiện tại Yong Mo Nong Biên là một trong những khu trung tâm mua sắm sầm uất tiện lợi bậc nhất của thủ đô Hà Nội của chúng ta, với điểm nhấn là bách hóa tổng hợp và siêu thị Yong Mo cùng hơn 130 gian hàng chuyên dụng. Chúng tôi đem tới cho khách hàng sự đa dạng trong sản phẩm, dịch vụ cùng những trải nghiệm mua sắm thú vị. Cùng với đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những tiện ích chu đáo và ấn tượng, thể hiện sự tinh tế và thấu hiểu khách hàng với cung cách phục vụ tận tâm của người Nhật Bản. Trung tâm thương mại Yong Mo Nong Biên hân hạnh được đón tiếp quý khách và kính chúc quý khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong không gian mua sắm và có một 02 của chúng tôi. Địa chỉ số 27 đường Cầu Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Số lượng gian hàng chủ chốt bách hóa tổng hợp Yong Mo Long Biên, gian hàng thứ cấp Trần Anh, Ginai, Tiwet, Ngon Phố, CGV, Yong Mo, Fibimax. Gian hàng chuyên dụng khoảng 140 gian hàng, diện tích của mặt bằng lên tới 96.000 m², diện tích của mặt sàn 120.000 m², tổng diện tích cho thuê ước tính 72.000 m², bãi đỗ xe ô tô ước tính 10.000 xe, bãi đỗ xe máy, xe đạp ước tính 10.000 xe. Giờ mở cửa ngày thường từ 10 giờ đến 22 giờ, các ngày cuối tuần từ 9 giờ cho đến 22 giờ. Các ngày nghỉ mở cửa tất cả các ngày trong năm, kể cả ngày lễ, ngày Tết. Số lượng nhân viên của chúng tôi hiện tại khoảng 2.000 nhân viên. Yong Mo Nong Biên ước tính có khoảng 600 nhân viên. Các bạn có thể nhìn trên sơ đồ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá. Ở đây là cái sảnh trước khi chúng ta vào, và chúng ta có thể dừng chân tại đây để chụp ảnh tự sướng và chúng ta sẽ cùng khám phá ha. Bắt đầu tiên thì chúng ta sẽ đi thang máy và chúng ta sẽ đến với Ngon Phố, làng ẩm thực. Ở đây các món ăn rất là ngon và rất là rẻ. Bây giờ chúng ta sẽ sang bên tay trái để chúng ta đi thang cuốn tự động sẽ chở du khách. Mời các bạn. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi Yong Mo Nong Biên có những cái gì. Xin thưa, ngoài những cái các bạn có thể mua sắm như một trung tâm thương mại thông thường khác, các bạn còn có quầy thông tin, có quầy ATM, có phòng hút thuốc, có phòng trang điểm, có phòng cho trẻ em, có cả ghế nghỉ chân, massage, đầy đủ hết, tiện nghi cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phòng thông tin hay quầy thông tin có tác dụng gì. Thì quầy thông tin nơi giải pháp mọi thắc mắc, tức là vấn đáp cho các bạn các thắc mắc, và các bạn có thể mua sắm tại Yong Mo Long Biên. Không chỉ hỗ trợ trong việc tìm triển lạc, tìm đồ đánh rơi, quầy thông tin còn cho mượn xe đẩy dành cho bé sơ sinh, xe lăn dành cho người khuyết tật,
và người cao tuổi. Như vậy, quầy thông tin có rất nhiều tính năng, đúng không các bạn? Bây giờ thì một phòng không thể thiếu, đó là quầy ATM. Quầy ATM thì chúng ta có thể rút tiền mặt, chi tiêu thoải mái. Tiếp theo là phòng hút thuốc. Tại Yongmo Long Biên, chúng tôi bố trí các phòng hút thuốc với thiết kế đẹp mắt, trang trí tao nhã, dành riêng cho khách hàng có nhu cầu hút thuốc rất là lịch sự để không gây ảnh hưởng tới những người khác, đặc biệt là những người thân trong gia đình và đồng. Tiếp theo đó là đã có phòng dành cho đàn ông thì sẽ có phòng dành cho phụ nữ, tức chúng ta sẽ có phòng trang điểm. Tại nhà vệ sinh dành riêng cho nữ giới, chúng tôi bố trí những góc trang điểm để phái đẹp có thể chăm sóc bản thân mọi lúc mọi nơi. Tiếp theo, một phòng không thể thiếu cho những cặp đôi vừa mới sinh trẻ em, đó là phòng trẻ em. Phòng trẻ là một trong những tiện ích chỉ tìm thấy ở hệ thống trung tâm thương mại Yongmo tại Việt Nam. Tại đây chúng tôi thiết kế với những cái góc riêng dành cho mẹ và bé, như giường thay tã cho bé hay phòng cho con bú. Nhờ những thiết kế và sự trang bị chăm sóc đặc biệt này, các bà mẹ có thể đưa con nhỏ đi mua sắm cả ngày mà vẫn cảm thấy yên tâm, thoải mái. Tiếp theo đó là ghế nghỉ chân. Ở các nơi trong trung tâm mua sắm có bố trí nơi nghỉ ngơi, ghế dài có đệm để khách hàng có thể nghỉ ngơi và có thể thư giãn. Thì cũng hiểu thôi, các bạn có thể đi nhiều và mỏi chân thì các bạn có thể nghỉ ngơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá phố ngon. Ở phố ngon này bán đủ các loại lẩu, đủ các loại mì, đủ các loại KFC rán với giá 15.000, 20.000. Ở đây chúng ta có thể xem sơ đồ ha. Đây này, ngon này, màu cam này. Đấy, quán ăn ngon này, màu nâu ấy, rồi là xanh biển, là phố chợ này. Đó, các bạn có thể đi chợ tại đây mua ăn trực tiếp hoặc mua mang về đều được cả. Ở đây thì do là quá rộng luôn, các bạn tha hồ mà đi, tha hồ mà ăn, tha hồ, nói chung là không thiếu một cái thứ gì ở đây cả. Từ quần áo, ăn uống cho đến các đồ cao cấp, đồ điện tử, nói chung là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ làm một vòng ha. Ở video sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phòng game. Phòng game thì cực kỳ đông. Đó, các bạn có thể khám phá ở đây rất là đẹp và sạch sẽ. Như các bạn đã biết thì phong cách của con người Nhật đó là như vậy, do đó họ đầu tư ở đây. Đây là những cái rau để chúng ta có thể ăn món lẩu, hoặc chúng ta có thể là mua sắm và mang về bất cứ thứ gì đó, rất là nhiều, quá nhiều món ăn các bạn. Thực ra thì nó cũng đúng thôi, nếu như mà nó kết hợp được cả đi mua sắm này, đói thì có thể ăn này, mỏi chân thì có ghế massage này, được bố trí ở dọc hành lang ở các tầng nha. Các bạn có thể nhìn xuống này, từ tầng âm này, đó, ở đây thì có 4 tầng. Thì ở video sau thì chúng ta cũng được xem là chúng ta sẽ được ngắm từ trên cao, và chỗ được gửi xe ô tô, xe máy là chúng ta sẽ gửi từ tầng 1 này, tức là tầng đầu tiên, cho đến chúng ta có thể gửi ở trên tầng thượng, tức là tầng 4, chúng ta cũng cổng và đưa ô tô để đó, giải phóng các vấn đề chỗ để xe thoải mái luôn. Hôm nay cũng là ngày lễ, mọi người đi cũng khá là đông, nhưng mà vẫn thoải mái chỗ để xe. Bởi vì các bạn biết đấy, trước kia thì tôi có đi làm việc với người Nhật, thì thực sự người Nhật là một con người
không đầu tư thì thôi, mà đã đầu tư thì họ nghiên cứu rất là kỹ, cứ mỗi tuần là họ mời chúng tôi đi uống bia đấy, để họ hỏi han rồi thị trường giá cả làm sao. Và họ, cái thời điểm mà tôi đi nhậu với họ ấy, họ đã sang Việt Nam được 3 năm rồi mà chỉ làm việc này, sau đó chiều tới là mời khách đi uống bia để hỏi han thị trường các kiểu đấy, họ mời. Và họ đã không đầu tư thôi mà đã đầu tư là tìm hiểu kỹ, và sau khi mà kỹ rồi thì họ đầu tư là ồ ạt và làm rất là nhanh đó. Thì không những là trung tâm thương mại mà nó còn là những cái dự án là biệt thự liền kề, chung cư, họ làm như vậy rất nhanh, rất kỹ đó. Con người Nhật Bản là như vậy. Và đặc biệt là tôi làm việc cả công ty đấy mấy chục người, nhưng mà trừ người Việt Nam mình ra thì phiên dịch chẳng hạn, mà có vợ có chồng, thì người Nhật Bản họ từ ông 61 tuổi gọi là chú đấy, rồi là phó giám đốc là nữ 40 mấy tuổi nhưng vẫn chưa có gia đình, trừ một ông lành nhất, đó là ông kỹ sư. Khi mà được hỏi thì cho biết thì do người đàn ông Nhật Bản là rất là gia trưởng và hay đánh vợ, cho nên là người ta ngại lấy chồng, người ta rất thích ly dị. Đó là một cái yếu tố rất là nguy hại đến hạnh phúc gia đình. Theo thống kê thì người Nhật Bản và người Hàn Quốc là đánh vợ là nhiều. Bởi vì sao? Người phụ nữ ở đây không đi làm, xã hội nó vậy, người đàn ông đi làm. Do đó là nó có sự phân biệt này. Nên thôi, mải mê ngây. Các bạn hãy đón xem ở video tiếp theo. Các bạn hãy bấm like, share, comment và chia sẻ. Không quên đăng ký kênh và cập nhật video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.